Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Xúc Hàng Bãi. Tiếp tục lại chuyên mục đồng hồ này. Hôm nay về để cho các bác một số sản phẩm về bên đồng hồ để bàn nhé các bác nhé. Đồng hồ để bàn có báo thức này. Có cả những báo thức có đắt không. Thì hôm nay lên cho các bác những cái sản phẩm để bàn và những cái treo tường. Đấy, thì có những phần giảm giá các bác nhé. Hôm nay thanh lý giảm giá, vừa là hàng mới vừa là thanh lý giảm giá cho các bác nhé. Đấy, thì các bác lướt qua kênh thì vui lòng ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy, thì các bác quan tâm mã nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 này, 132198 các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Để bước vào video thì giới thiệu cho bác một con Citizen, con để bàn Citizen nhé. Con này thì nó có chiều cao của nó là đi được 30 cm và chiều ngang chân đáy của nó được 25 cm các bác nhé. Đấy, con này thì nó có cái ba lăng là cái quả kinh khí cầu đang lắc như này. Đấy, mặt ngoài này là mặt số này, mặt trong nó lõm vào là mặt kim nó chạy. Còn đằng sau này thì nó chỉ có là cái ba lăng này thôi. Đấy, còn dưới này thì sự cho bác là hai quả pin chung. Đấy, con này tương đối còn rất là đẹp, tương đối là mới luôn các bác nhé. Đấy, tương đối là mới luôn. Đấy, con này nó có nhạc của nó rất là to. Bây giờ em sẽ test cái nhạc đầu tiên. Trước tiên em sẽ test nhạc đó. Em sẽ test nhạc cho các bạn đã. Khi em test nhạc xong một tí em test giờ, đến giờ là nó sẽ phát nhạc nha các bạn nhé. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Con để bàn bằng nhựa này. Đó. Con này nó tổng thể của nó là tới 10 bản nhạc nhé. Đây, cái này 10 bản nhạc đây. Đấy, 10 bản nhạc đây. Đó. Đấy, cái đấy là phần tiết nhạc em xong rồi, em chuyển ra đến cái tiết giờ để cho các bác đến giờ nó sẽ chạy nhé, đến giờ nó sẽ có nhạc này. Đấy. Đó, đến giờ nó sẽ có nhạc như vậy. Đó, quả lắc của nó, quả lắc kinh khí cầu này lắc rất là mạnh luôn. Rồi, bác nào quan tâm lên mã cho em nhé. Một con Citizen này, con Citizen để bàn nhé. Con Citizen để bàn có lắc kinh khí cầu này. Đấy, con này lên mã cho em, hôm mã qua là mã bao nhiêu nhỉ? Mã 45 à, hôm nay lên 46 đúng không? Hôm qua con D46 nhé. Con này em gửi đến các bác là đi 700.000 nhé. Đấy, 700.000 cho mã D46 này. Đấy, các bác lên mã cho em là D46 700.000. Quan tâm lên mã cho em D46 700.000 nhé các bác nhé. Con này còn tương đối là mới luôn, khá là mới mẻ luôn. Đấy, các bác nhìn xem trên dưới trước sau chưa có chảy xước nhé. Đấy, chưa có bong chóc cái gì cả nhé. Đấy, rồi các bác nào mà quan tâm mã này thì lên mã cho em D46. Đấy, kể cả cái chân pin của nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhé. Rồi, một con này là con Senko này. Đấy. Con này con sử dụng cho bác là một pin tiểu này. Đấy, con này đồng hồ chạy nhá. Con này của máy của nó gọi là Japan nhá các bác nhá. Đấy, con đấy quên kia ông bảo nó là Japan. Đấy, con này thì chất liệu của nó thì bằng kim loại nhá. Đấy, mặt trong này đây là mặt kính này, còn mặt ấy của nó là bằng kim loại. Đấy, bằng kim loại. Đấy. Còn bên trong này, bên trong cái viền trong này nhé, viền trong này thì nó bằng nhựa, còn cái mặt bên ngoài này nó bằng kim loại này. Đó. Đó. Đấy, con này thì em sẽ lên mã cho các bác là con này có chiều cao của nó 21 cm và chiều ngang chân đáy của nó được 15 cm. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã D47 nhé. Con D47 này. Con này thì em gửi đến các bác là đi em con để bàn này gửi đến bác là đi 400.000 các bác nhá. Đấy, 400.000 cho con để bàn này. Con này số 5 mã nhé, số 5 mã kim này, máy của Japan. Đấy, máy của Japan luôn nhá. Đấy, máy của Japan. Nắp pin này đầy đủ, còn đầy đủ nhá. Con Citizen con này thì, con này sử dụng pin pin chung. Đấy, con này vẫn chạy nhá. Con này đầu kim của nó có cái phản quang nhá, đầu kim của nó phản quang và những cái nốt ở điểm giờ này có phản quang nhá. Nghe tắt điện đi là nó có sáng nhá. Đấy, và cái này nó sẽ có báo thức và nhạc. Đó. Đó, báo thức và nhạc như vậy nhá.
Đấy, các bác thích báo thức nhạc thì các bác đẩy lên cái nhạc kia. Đó. Con này thì nó chiều ngang của nó thì cái này nó chỉ nhỏ thôi các bác. Con này được có 17 cm nhé, 17 cm chiều ngang và chiều cao của nó có 14 cm thôi. Đấy, con này thì nó cũng tương đối là cũng không đến nỗi là mới đâu, cái này nó cũng chảy chảy chóc chóc này. Đấy. Đấy, con này thì các bác lên mã xem là mã số 48 nhé, con mã 48 này. Đấy, con mã 48 D48 này, con D48 D48 con này em gửi đến các bác là đi 280.000 nhé, 250.000 thôi, 250.000 cho con mã D48 này. Đấy, rồi các bác lên mã cho D48 250.000. Rồi một con Citizen đây nhỉ. Con này sử dụng pin tiểu này cho máy. Con này máy của Japan nhé. Đấy, và quả lắc dưới này thì sẽ sử dụng pin tiểu luôn. Con này sẽ không có nắp pin, không có nắp pin đậy đít đâu nhá. Tại vì cái đập đít này nó bằng để nó đặt xuống dưới nền, dưới kệ tủ của bác này. Đấy. Chứ bác nếu mà để một cái chỗ này mà nó có cái nắp đít ở pin nữa thì nó trồi lên thì lại nó lại không cân, nó không cân. Đó, con này là đang hoạt động bình thường nhá. Đấy, đồng hồ và trụ xoay. Con này không có nhạc đâu. Con này không có nhạc nhé, con này chỉ có trụ xoay thôi. Con này chỉ có trụ đầm xoay và đồng hồ thôi. Đấy, thì các bác quan tâm thì lên mã cho em mã này, mã 49 nhé. Con này chiều cao của nó là đi 17 cm và chiều ngang của nó là đi có 22 thôi. Đấy, chiều ngang 22 và chiều cao 17. Con này lên mã cho em là mã 49 này. Con này thì bằng nhựa nhá, cái mặt này bằng nhựa này. Đấy. Con D49 con em gửi đến các bác là đi 300.000 nha. 300.000 cho mã D49 nhá. Đấy, đầm xoay đầm xiếc là chạy ok luôn. Đấy, em để ở đây luôn. Nghìn cho mã D49 này. Con Citizen này, con này thì bằng nhựa luôn các bạn. Bằng nhựa thôi, như chân nó bằng kim loại nhá. Con này cũng nhìn cũng rất là đẹp luôn. Con này sử dụng cho bác là một quả pin tiểu này. Đó, đồng hồ chạy rồi nhá. Cái này còn máy còn nãy còn nó là máy Japan nhá, máy Japan này. Đấy. Đấy, con này hai kim thì các bác nhìn nó hơi khó các bạn. Hai kim các bác nhìn hơi khó nhưng mà em đảm bảo cho bác là máy đang chạy bình thường. Đấy, em đảm bảo cho các bác là máy chạy bình thường. Con nào máy sống thì em bảo máy sống, còn máy nào chết thì em sẽ báo máy chết nhé. Đấy, chứ không có mập mờ thì em sẽ báo cho là như vậy. Còn trường hợp nhiều khi đấy thì em sẽ báo là ở trên video nó chạy bình thường rồi, nhưng khi mà vận chuyển đến cho các bác ấy mà nó kiểu như là bên vận chuyển nó quăng quạt tận quá ấy, nó cũng có vấn đề là vấn đề kẹt kim ấy, thì các bác sẽ một là các bác xử lý cho em, hai là các bác nếu các bác không xử lý được thì các bác sẽ cho hàng về hộ em. Đấy, các bác nó rõ ràng là như vậy. Còn cái vấn đề là ở đây em đã test và bao dùng cho các bác là nó đang chạy sống bình thường. Đấy các bác nhé. Đấy, thì con này thì nó có chiều cao của nó thì được là có 19.5 thôi, chưa được 20 đâu. Con này chiều ngang của nó 17 cm này. Đấy, đó, nãy nó đang ở số 7, giờ lên qua số 7 rồi nhé. Đấy, con này các bác lên mã cho em là mã 450, con D50 nhé. Con D50 này thì em gửi đến các bác là con này là đi 220.000. Đấy, 220.000 cho mã D50 nhé. Đấy, con Citizen để bàn này. Đấy, con Citizen để bàn D50. Đấy, mã D50 nhé. Rồi, các bác nào mà quan tâm lấy cái để cho gửi đến các bác là 200.000 luôn này. 200.000 nhá, bớt luôn cho các bác nhé. Đấy, bớt luôn cho các bác là còn 200.000 này. Đấy. Rồi lên một con này là con gì đây mà không thấy tên gì à? Nhưng máy con này máy của nó máy Japan, nhưng mà đồng trên kia thì không đề là Senko hay Citizen gì cả. Đấy. Con này thì một quả lắc này. Đây. Con này nó bằng nhựa nha các bác nhé, nó bằng nhựa thôi.
Đây là nó có một cái xe của Tuần Lộc này, đấy, lắc như này. Còn đồng hồ thì đang đang chạy vẫn bình thường nhé. Con này thì nó có cái cũng có cũng cũ cũ rồi, nó thì bằng nhựa các nhé, nó bằng nhựa, nó thì cũng cũ cũ rồi nhưng không còn được mới đâu, tại vì nó kiểu như là cái màu nó không được sang, đấy. Giống như kiểu nó giả đồng ấy, nó giả đồng ấy, cho nên là nó không được sang đâu các bạn. Đấy, thì con này thì các bác nào quan tâm thì cứ lên mã cho em nhé, mã này mã số 51 này. Đấy, con này đang hoạt động, con nào hoạt động bình thường đấy, nó lăng lắc như vậy đấy, nó lăng như vậy đấy. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã này mã 51 này, con D51 nhé. Đấy, con D51 thì em gửi đến các bác là đi con này 180.000 nha em. Đó, 180.000 cho con này. Đó. Đấy, 180.000 nhá. Đấy, có lắc có liếc đàng hoàng luôn, ngon lành luôn. Đó, em để đây. Đấy. Bác nào ưng thì cứ lên mã cho em, 180.000 mã 51. Rồi con này là con Senko này. Đấy. Chạy đó, con chạy nha các bác nhá. Đây nó có đồng hồ đây, nó có đồng hồ số này, đồng hồ điện tử này, còn trên này thì đồng hồ kim nhá. Cái này là bác muốn chỉnh giờ thì các bác sẽ chỉnh ở đây, ví dụ đây nó đang ở nhảy độ 12 giờ đấy, thì các bác sẽ chỉnh cho em là giờ đang là 6 giờ đi, đến cái mức này đây là 8 giờ thì mình không để 8 giờ nữa, mình bấm 6 giờ đi, 6 giờ nhá, hoặc là mình đếm 8 giờ thì ok đấy, bấm 8 giờ thì bấm ok luôn đấy. Đấy, 8:40 này, 41, 42, 43, 44, 45 này. Đấy. Thì bắt đầu ví dụ em cứ để 40 đi, 8:40 đi nhá. Thì bắt đầu là nó sẽ dò nhá, nó sẽ dò cái kim này, nó đồng hồ nó sẽ dò này. Đồng hồ nó sẽ dò là cho đến 8:40 nhá. Đó, để này. Đó, em sẽ để nhá. Giờ nó chuẩn bị nó đến 8:40 nha. Đấy. Nó đến 8:40 là nó sẽ dừng. Là bắt đầu nó chạy. Đó. Rồi 41, 42 rồi đây. Giờ xong rồi nhá. Đến giờ bây giờ chuyển mình chỉnh sang cái ngày tháng ví dụ vậy ấy, thì nó lại là cái giờ hẹn giờ chứ. Hẹn giờ là nó lại đến cái giờ đấy là nó sẽ báo thức cho các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ báo thức, em dọn chọn cái báo thức này. Ví dụ như đây là đang là để 12 giờ thì em sẽ bây giờ là không để 12 giờ nữa, bây giờ là đang là 8:43 giờ, em bấm là 8:44 nhá. Đấy. 8 này. Ừ. 2 12. Đấy, sang 12 em bấm này 8 giờ nhá. Đấy, 8 giờ này, xong là bấm sang 40 mấy nhỉ, bây giờ 40 đi. 41 này, 42 này, 43 này, 44 này. Đấy. 41 42 43 44 đi. 44 đi xong rồi. Đấy, em để đi. 44 đi, vào giờ nó lên báo thức nhá. Đấy, nó có báo thức thì nó sẽ báo nhá. Đấy, cái tất cả những cái nút ở đằng vòng quanh này là nó là đều là để cho các bác chỉnh giờ tất nhé, chứ không phải là không đâu. Đấy, để chỉnh giờ tất đấy. Đó, tất cả những cái ở đây là bảo là đằng sau này à, đằng cái nút này là để cho các bác chỉnh giờ, chứ không phải là nút không để không đâu. 8:44. Hơi để hơi hơi xa.
cứ để kể con đấy như này, em sẽ giới thiệu con này đi, con Senko nữa này. Con này bằng nhựa nhé, bằng nhựa giả gỗ này. Con này rất rất đẹp, rất sang luôn. Con này nó có chế độ nhạc gì đây, có cả loa cả nhạc đây nhé. Đó nó báo thức như vậy đấy, đó nó báo thức rồi đấy, đó các bạn thấy chưa, đấy, em để đúng 18:44 nhé, đó là nó là đó, đó các bạn thấy chưa, đó nhìn nó rất đẹp luôn các bạn nhé, nhìn rất ok luôn. Đây nắp pin của nó vẫn còn nhé, nắp pin nó vẫn còn này nhé. Đấy, nắp pin cho vào đây. Đó. Đó, bác nào mà ví dụ như bác nào mà không dành mà lúc mà nếu mà lấy con này thì bảo em để em lấy giờ sẵn sàng lấy giờ xong là em gửi cho các bác thôi, để pin này luôn. Đấy, ví dụ vậy. Đó. Rồi các bác không muốn báo thức nữa thì các bác sẽ tắt ấm bấm này cho em. Đấy, bấm vào cái nút đầu này là nó tắt nhá. Đấy, bấm rồi nó tắt. Và một lúc sau nó lại chạy. Nếu mà các bác không tắt cái này, bác tắt hẳn cái này thì nó sẽ không chạy nữa, nó không kêu nữa. Còn cái này thì bác bấm này là bác tắt tạm thời thôi. Đấy, lại ngủ nướng ấy, lại tiếp tục ấy thì mình bấm vào cái đấy. Rồi nhá. Các bác lên mã cho em là mã này là mã bao nhiêu nhỉ, nãy bao nhiêu rồi, 51 à, 51 mã 52 này. Đấy, con mã D52 nhé, D52. Con này thì em gửi đến các bác là đi 200.000 nhé, 200.000 cho mã D52 này. Đấy, D52 200.000. Rồi tiếp tục lên con Senko đi. Lên con Senko đi. Con này sử dụng cho là hai quả pin chung, hai quả pin tiểu và một quả pin chung nhé. Đấy, con này báo thức này rất đẹp luôn, rất là hoành hay luôn. Đây, cái này nó có cái các bản nhạc nhé, đây em đến đó bản nhạc của nó đấy, đó rất là nhiều nhạc các bạn. Cái này là cái báo thức, rồi các bác vặn báo thức đến là nó có nhá. Còn cái này mình đang test nhạc thôi. Còn mình báo thức thì mình phải bật cái này lên volume đây, còn on off ở đây. Đấy, các bác không muốn nghe thì bác tắt đi nhá, bật lên thì các bác nghe nhạc. Đấy. Đó, đồng hồ nước vẫn đang chạy bình thường, nắp pin còn đầy đủ nhá. Con này chất liệu nhựa giả gỗ. Đấy. Con này có chiều cao của nó được 20cm thôi, và chiều cao 20 và chiều ngang của nó 17cm, còn chính thức của nó là 15cm, còn dưới chân này mới là 17cm nhé. Để qua lên mã cho em con này 53, con D53 nhé. Con này em gửi đến các bác là đi 300.000 này. Đấy, 300.000 cho mã D53. Đấy, 300.000 cho mã D53 nhé. Con này nhạc này. Đó, con này phải 300.500 các bạn nhé, 350, 350.000 nhé. Đấy, 350.000 cho con mã D53 nhé. Nó có rất là nhiều cái để chỉnh nhạc, nghe nhạc cho các bác. Đó, rồi các bác quan tâm lên mã cho em D53. Rồi tiếp một con này là con cũng để bàn này. Con này xanh lè xanh lét. Con này sử dụng pin tiểu, trong này sử dụng pin tiểu này. Nên này cũng pin tiểu luôn con nhé.
Xin quà. Con này quay mạnh luôn. Lỏng chân pin. Đấy em xíu lỏng chân pin này. Rồi, ok. Đó. Chạy nhá. Trụ xoay cũng chạy mà đồng hồ cũng vẫn chạy bình thường nhá. Đó, máy tùm lum luôn. Rồi các bạn lên mã cho em là mã này là mã số 54. Con này chiều cao của nó được đi 28 cm và chiều ngang của nó là đi 17 cm chỗ chân dưới này. Đấy các bác nhá. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho con này chất liệu bằng nhựa nhé các bác nhá. Con này bằng nhựa thôi. Đấy. Các bác lên mã cho em là mã này là mã 54. Con D54 nhá. D54 này em gửi đến các bác là đi 220.000. 220.000 nhé, con D54 này nhá. 220.000 cho D54. Đó. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho. D54 220.000. Rồi lên con Senko này. Con này con để bàn con treo tường nhá. À, tiếp tục lại về treo tường. Đấy. Hết để bàn này lên treo tường cho các bác nhá. Con này là có chuông này. Con này có chuông, chất liệu của nó thì bằng gỗ nhá. Đấy, con này công tắc ở bên hông này nhá. Công tắc chuông ở bên hông này. Đấy. Chỉnh giờ thì nó có chỉnh giờ đằng sau. Dùng một quả pin đại các bác nhá, dùng quả pin đại như này. Đấy, em sẽ test giờ cho các bác nhé. Test chuông cho bác này. Đó. Con này thì nó keng keng thôi các bạn. Đấy, máy kim chui. Con này chiều ngang của nó là 34 cm và chiều cao của nó được 31,5 cm. Đấy, hàng Senko máy kim chui, kim que, kim đũa ấy nhá. Số thì gọi là số hơi nổi thôi. Đấy. Đấy, các bác lên mã cho em là mã số 55. Con mã 55 nhá. Con mã D55 này. Đấy, con này em gửi đến các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000 tại vì con này nó chất liệu của nó thì gỗ nó cũng không phải là gỗ thịt. Đấy. Cho nên em gửi đến các bác là 750.000. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho mã D55 750.000 nhá. Đấy, con này cũng rất là đẹp luôn và rất là khá là chắc chắn luôn. Đấy. Rồi lên một con Senko này, con này sử dụng cho các bạn pin chung nhé. Một con Senko. Con Senko số 5 mã và mặt của nó mặt tròn này. Đấy, số 5 mã mặt tròn. Đấy, con này thì nói chung là các bác nhìn là cái kiểu kim nó thì nó đang chạy nhưng mà các bác nhìn là nó sẽ không có cái kiểu chạy được. Đấy, cái này nó là hai kim. Đấy, cho nên các bác nhìn nó hơi khó này các bác, nếu các bác nhìn kỹ cho em thì nó thấy nó đang giật, như kim đang giật nhá. Đó. Đó, kim nó vẫn đang giật chạy nhá. Đó. Thì con bát giác này thì nó có cái diện tích của nó là được đi 33 cm. Đấy, còn lòng của trong của nó cái mặt đồng hồ này là được 20,5 cm. Đó, đấy qua số 12 rồi nhá, chuẩn bị được 1 phút rồi đấy. Được nửa phút rồi. Đó nó đang chạy là qua đến qua 12 rồi. Con này các bác lên mã cho em là mã số 56. Con D56 gửi các bác là 500.000 nhá, 500.000 cho mã D56 này. Đấy. Số 5 mã. Kim que màu vàng, rất đẹp luôn. Đấy, bằng chất liệu gỗ nhá. Máy lớn pin chung. Chỉnh giờ ở dưới này nhé. Rồi.
vừa lên cho em. Con này là con treo tường máy của nó, máy kim chui này, SKB. Con này là của chỉ nói này là SKB chứ không có đời của không của thằng nào. Đấy. Rồi lên cho bác là con này, con Mamakumu, Mamazuku gì đây. Đấy. Con này gửi đến các bác là mã số 57. Con D57. D57 này em gửi đến các bác là đi 180.000 nhá. Đấy, 180.000 cho con mã D57 này. Nhặt đúng một pin hết. Rồi, đấy, nhặt đúng của pin hết cho vào, thế nào pin kim nó cứ giật giật. Đấy các bác nhá. D57 180.000 này. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã chưa? D57. Rồi con Casio nữa này. Con Casio này là sử dụng là pin tiểu luôn. Đấy, con này cũng là kim chui. Máy của China, Casio China, máy của nó là máy China xuất nhé, các bác nhé, China xuất cho thị trường Japan. Con này Casio mã của nó là mã 58 này, con D58 nhé, D58 gửi đến các bác là 200.000 này, 200.000 cho mã D58, đấy, các bác lên mã em nhé, D58 200.000. Rồi con Casio nữa này. Đấy, con Casio nữa nhé. Con này cũng kim trôi luôn. Con này cũng kim trôi luôn. Đấy, cũng đường kính của nó là đi được 33 cm. Con này cũng lên mã cho em là 200.000 nhé. Con mã số 59. Con D59 này. Cũng 200.000 luôn. 200.000 luôn nhé. 200.000 cho mã D59 các bạn. Đấy, rồi. Rồi lên một con này là con gì đây, dù lòng gì đây, con này máy của Japan này. Đấy, máy của Japan kim nảy các bác nhá, máy của Japan mà kim nảy. Con này đường kính của nó thì cũng rộng, con này 37 cm cơ, 37 cm cơ. Đấy. Rồi các bác lên mã cho là mã số 60, con D60 gửi đến các bác là con này gửi đến các bác là cũng 200.000 luôn nhé. Đấy, cũng 200.000 luôn. Đấy, hôm nay thì có những thành sản phẩm em sẽ giảm giá cho các bác rất là nhiều. Đấy, máy của nó máy Japan, 200.000 mã D60. Đấy. Rồi lên một con Citizen, máy pin trung nhé, máy lớn pin trung này. Đấy. Con này thì kim nảy thôi, con này kim nảy, chất liệu của nó thì bằng nhựa nhá, nhựa giả gỗ. Con này các bác lên mã xem là máy lớn bên trung kim trôi, con Citizen kim que nhá, kim nảy kim que. Các bác lên mã xem là mã số 61, con D61 này. Con này em gửi đến các bác là đi 300.000 nhá. Đấy, 300.000 cho mã D61. Đấy. Máy lớn bên trung giảm luôn cho bác 20.000, còn 280.000. 280.000 cho mã D61. Máy lớn bên trung nhá. Đấy. Rồi lên một con Citizen, con này thì máy của nó máy Japan này, dùng pin tiểu luôn. Đấy. Kim nảy. Chất liệu không bằng gỗ nhá. Con này lên mã cho em là mã số 62. Con D62, con này thì em gửi đến các bác là hai trăm tám mươi nghìn nha các bác. Nào là ấy thì em gửi ra 250.000 này. Đấy, nhá, 200.000 cho con mã D62, con Citizen nha, máy của nó mới nhỏ. Đấy, bằng gỗ, chất liệu gỗ còn rất là sáng, sạch sẽ nhá, đẹp đẽ nhá. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em D62 250.000.
Rồi tiếp tục lên một con Citizen, à con Senco này. Con Senco con này thì sử dụng sóng radio nhé. Đấy, con này sóng radio. Dùng hai pin tiểu này. Đó. Con này nó đang lên đèn vàng, đèn liền đỏ này là chưa có tín hiệu dò sóng. Này em sẽ test ở cái nút này đây. Các bác về các bác ấn vào cái nút này nhá, nút nhỏ này nhá, lấy cái tăm ấy, ấn vào nút nhỏ này. Đấy. Đấy, bây giờ nó sẽ kim nó sẽ hoạt động này. Đó, khi mình test, mình bấm cái nút đấy mình test là kim nó hoạt động nhá, nó hoạt động, kim dây nó hoạt động này, sau đó nó kim hoạt động mà nó đến kim này nó hoạt động, đó nó hoạt động tất cả, rồi bắt đầu nó dò sóng của bên Nhật đấy, cái tần sóng của bên Nhật như vậy. Nếu mà nó dò không được thì bắt đầu là nó lại trở về cái nó cứ bắt đầu chạy thì bắt đầu mình mới lấy dò giờ của mình nhá các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác nếu mà dùng cái này thì các bác cũng phải nghiên cứu về vấn đề dò sóng radio. Đấy, con này thì nó có chiều cao của nó là đi 33,5 cm và chiều ngang của nó được 31 cm. Đó. Con này các bác lên mã cho là mã số 63. Con D63 gửi đến các bác là 500.000 nhá. 500.000 cho mã D63. Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bạn, nhìn gỗ viết là rất ok luôn. Đấy. Đấy thì cái này kệ cho nó dò sóng thôi. Này em lại đi giới thiệu cái mặt hàng, cái sản phẩm khác. Rồi lên một con Citizen nữa nhé. Con này con Citizen dùng là pin mình lấy pin ra. Con này dùng pin tiểu này. Máy của nó máy Japan nha các bác nhé, máy Japan. Chất liệu của nó thì đây thì trước là bằng gỗ hết này, bằng gỗ này, còn sau này thì nó bằng nhựa nhá. Cái này cái viền này bằng nhựa này. Đấy, còn đằng trước này bằng gỗ này. Máy kim trôi các bác nhé, máy kim trôi. Đó. Con này thì nó có cái chiều ngang của nó là đi 32,5 cm và chiều cao của nó 30 cm. Con lên mã cho em là con mã 64. Con D64. Con này thì em gửi đến các bác là đi 280.000 nha các bác nhé, 280.000 trong D64 này. Đấy, D64 280.000. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em này, D64. Một con đấy. Rồi lên một con này là con Senco nữa này. Con Senco cũng bằng gỗ nhá. Con này thì chất liệu của nó bằng gỗ, mặt kính sau này thì cũng gỗ luôn. Đấy, dùng pin tiểu luôn. Con này thì nó có xuất sát xước sơn, xước kiểu chảy xước gỗ sơn tí thôi nhá. Đấy con nhá. Ở đây thì các chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Malaysia, Indonesia thì không biết lắm chữ lắm, lắm chữ nhỏ lắm. Thì con này máy của nó máy cũng Japan nhá các bác nhá. Đấy, máy Japan đây rồi nhá. Đấy, máy Japan này. Đấy. Con này ốc ác còn sáng đét luôn nhá, chưa có gì riêng gì đâu. Vòng quanh của nó làm cái dãy tràng hạt này, dãy hạt này. Đấy, đây thì nó sẽ bao viền cho bác là cái kẹp inox nhé. Đó. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho là mã này, mã số 65. Chiều cao của nó được đi là 33,5 và chiều ngang của nó là đi 34. Đấy. Mã D65. D65. Con này thì em gửi đến các bác là đi 350.000 nha các bác nhá. 350.000 cho mã D65. Đó nhá. D65 350.000. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em. Hôm nay thì em giảm giá cho các bác rất là nhiều mã về bên đồng hồ treo tường cũng như để bàn. Thì các bác quan tâm này, mã nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 nhá. Và trước khi rời video thì đừng quên giúp em lấy một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Bác nào mà đã đăng ký rồi thì xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bác nhé.